gia đình mình đi xem cái khung cảnh ở nơi mình ở nè. Những cái tòa nhà ở đây là mới xây mấy năm nay mà nó hoành tráng như vậy cả nhà. Mình quay lại cho đây đại gia đình mình xem, và có những hai nhà băng ở đây, hai nhà băng kế bên luôn, rất là tiện lợi luôn cả nhà. Mình quay cái cảnh nơi mình ở để cho đại gia đình mình xem nha. Những tòa nhà mới xây nó lộng lẫy và cao sang như thế nào nha cả nhà, và nó cũng lạ lạ như ra sao nhé cả nhà. Xin mời đại gia đình mình nha. Đây cả nhà mình xem, đây những tòa nhà này nè, đây nó giống như một cái ô vuông vậy cả nhà. Đó, nó xây cái kiểu giống như một cái ô vuông vậy đó, nhưng mà nhìn rất là chắc chắn luôn, gọi là hiện đại mới cả nhà. Đó, các bạn xem tòa nhà ở đây là có bác sĩ cả nhà, có bán bếp nè, bán bếp Miller nè, có bán bếp Bosch nữa nè. Ở trung tâm ở đây là, ở trong kia là có hai nhà băng cả nhà, nhà băng Vun băng và Toy băng cả nhà. Còn cái khu đường này, khu đường này là chạy vô trung tâm, ở trong trung tâm đó là trung tâm mua sắm cả nhà, có đầy đủ hết. Ở bên kia cũng có nhà băng lớn nữa kìa, tính ra là ba nhà băng gần sát bên nhau luôn cả nhà ơi, chứ không phải hai đâu, ba nhà băng luôn á. Bên kia nhà băng cờ đai ba cá sờ cả nhà, nhà băng cũng lớn lắm cả nhà ơi. Còn cái khu này, còn cái khu này là chuẩn bị là người ta phá dỡ đó cả nhà. Đây, cái khu này mấy năm nay rồi, nó định là phá dỡ mà tới nay vẫn chưa, chắc là chuẩn bị rồi đó, nó phá dỡ lại cái nơi này. Đây đại gia đình mình các bạn cùng xem nè, đây là cái khu này nè, là người ta sẽ phá dỡ lại hết, sẽ làm lại siêu thị trung tâm mới cả nhà. Đó, cái tòa nhà lớn đẹp như vậy đó mà người ta sẽ phá đó cả nhà ơi. Đó, người ta sẽ phá ra để làm một siêu thị trung tâm mới của ở nơi này. Ở phía trong đó là người ta cũng phá dỡ hết rồi, mới xây lên nên một siêu thị rất là hoành tráng luôn cả nhà, rất là rộng lớn luôn, nó bán đầy đủ đồ, các đồ luôn đó, các hàng hiệu, rồi đồ rẻ tiền cũng có mà hàng hiệu cũng có luôn cả nhà, đầy đủ hết. Đó, mình quay xa ra đó, cái khu mà sẽ sắp tới sẽ phá dỡ đó cả nhà. Đây nè, đó cái khu này nè sẽ phá dỡ, nó rộng lớn như vậy đó. Phía bên kia thì người ta đang tiến hành, đó vẫn nghe máy người ta đang chạy để làm xây dựng đó cả nhà. Còn đây là những tòa nhà mới xây mấy năm nay để mà ở trên thì cũng ở, và có những cái gọi là buôn bán các đồ dùng nè, như đồ dùng cho bếp núc nè, cho bác sĩ. Cái nhà giống như ô vuông á cái nhà, rất là nhìn rất là lạ mà rất là chắc chắn luôn đó, toàn là gạch gạch thôi, ở dưới là toàn là kính. Còn đây cầu thang đi lên nè, các bạn xem nè, đẹp không nè, đó cầu thang đi lên, nó đi lên những tòa nhà ở trên nữa kìa, cao cao lúc lúc ở trên. Cầu thang rất là rộng rãi luôn. Đây, những tòa nhà đây rất là đẹp luôn. Còn trên này là đường đi vô trung tâm cả nhà. Đó, các bạn mình xem đường vô trung tâm này, ở trên thì có nhà thờ. Đó, một cái nhà thờ, đó là nhà thờ của Tin Lành. Còn ở phía trên đó là Toy Spang, là nhà băng của Đức. Toy Spang, còn đây, đây là gì? Đây cũng là nhà băng. Đây là nhà băng.
băng ở đây gọi là vôn băng cả nhà. Đây cũng đối diện tôi băng luôn đó, đó vôn băng nè, cũng hoành tráng, nhà băng cũng lớn. Và đối diện nhà băng này thì có một nhà băng bên kia nữa. Đây cả nhà xem nè, cũng hoành tráng chưa. Nhà băng bên đó là nhà băng Craba Cá Sờ. Đó, nhà băng bên đó là toàn kính không. Mình quay gần lại cho đại gia đình mình xem nè. Đó, nhà băng này nè, lớn lắm, nó dài tuốt ở trên luôn đó, tuốt phía bên đường bên kia. Và nó đi thẳng vào trung tâm luôn. Nhà băng Craba Cá Sờ này rất là lớn đó cả nhà. Còn con đường này thì chạy thẳng ra đường gọi là đường cao tốc đó cả nhà. Đó, chạy thẳng ra đường cao tốc để đi về thành phố lớn. Đó, con đường này là đường chạy về đó. Còn con đường này thì cũng chạy về thành phố lớn được, nhưng mà về giống như gọi là đường nông thôn đó cả nhà, chạy đường hẻm đó. Còn đường kia là đường chính, đường cao tốc. Bên này là chuẩn bị, người ta đã phá và đang xây dựng lại đó, người ta đang phá và xây dựng lại đó cả nhà. Còn bên này là đó, mình cũng nói rồi đó, là đây là chuẩn bị phá nè. Đó, khu này là phá hết, rất là rộng rãi khu này luôn. Sau này mở siêu thị ở đây là rất là lớn, rất là rộng lớn cho nơi này luôn đó cả nhà. Đây là nhà băng Craba Cá Sờ mà mình nói đó cả nhà. Mình ra đây mình quay thẳng lên trên nè cho đại gia đình mình xem nè. Đó, nó lúc lúc ở trên kìa, nó dài lúc ở trên đầu đường luôn kìa. Đó, và nó đi thẳng vào trung tâm luôn. Nhà băng này rất là lớn. Và những con đường này thì chạy về trong những thành phố nhỏ. Đây mà có một cây kiển cũng đẹp lắm cả nhà. Đó, cả nhà mình xem. Cảm ơn đại gia đình thân thương, cảm ơn các bạn đã đồng hành với kênh Blue M Cuộc Sống Ở Đức của mình. Nếu cả nhà thích kênh Blue M, cả nhà nhớ đăng ký kênh cho mình nữa nha cả nhà. Và like cho mình, comment ở dưới cho mình biết nha cả nhà, chia sẻ cho mình. Cả nhà thân yêu ơi, cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Mình quay lại cảnh ở nơi này, nơi chốn mình ở nơi này nè cả nhà, để cho đại gia đình mình cũng xem qua cái cảnh là nơi mình ở ra sao, chuẩn bị xây dựng như thế nào, và những tòa nhà mới xây đẹp ra như thế nào, và có những nhà băng lớn ra sao, cho đại gia đình mình cũng xem để biết thêm một chút gì đó trên nước Đức này. Mình cảm ơn đại gia đình rất là nhiều. Bây giờ Blue M xin chào và hẹn gặp lại đại gia đình thân thương nha. Đại gia đình nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Mình xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye các bạn thân yêu. Bye.